Tỉnh mở thì thầy tên là Ngô Đình Thiện, thầy là giảng viên của tổ tư pháp quốc tế so sánh của khoa luật quốc tế của trường mình. Thì học kỳ này thầy được phân công giảng bạn môn môn tư pháp quốc tế học kỳ này. Thì để thầy biết thêm tình hình lớp mình ấy, thì thầy sẽ gọi số bạn để các bạn giới thiệu bản thân mình, cũng như là cho thầy hôm nay là các bạn năm tư đúng không? Thì các bạn giới thiệu thầy xem là định hướng tương lai của các bạn như thế nào. Đầu tiên là các bạn đổi hết thầy tên thành mã số cuối 4 số cuối mã số sinh viên với lại tên của các bạn, không cần họ tên, 4 số cuối mã số sinh viên với tên của bạn. Trần Ngọc Mai có đeo không? Ngọc Mai có đây. Dạ có thầy. Ok, em giới thiệu bản thân mình cho thầy xem. Dạ em tên là Trần Ngọc Mai. Dạ định hướng của em bây giờ là thật sự là em chỉ mong là có cái bằng IELTS 7 chấm thôi, chứ còn xa hơn thì em chưa có nghĩ tới. Em có dự định là đi làm như thế nào chưa? Dạ đi làm thì chắc là em sẽ theo tiếng Anh đó thầy, em tính đi dạy à. Để nhanh. Ok. Cảm ơn em ha. Để thầy hỏi các bạn khác. Các bạn vui lòng lúc mà phát biểu thì các bạn mở camera giúp thầy nha. Mình dễ tương tác. Tại vì môn này các bạn cũng sẽ phải thi bằng hình thức vấn đáp. Nên là khi mà thi vấn đáp thì thầy thường thấy là các bạn sinh viên trường mình cũng hay bị hồi hộp ấy. Nên là cái cách mà thầy sẽ diễn bài, thầy sẽ tương tác nhiều với các bạn nhiều hơn để cho bạn quen khi mà nói chuyện với giảng viên nhé. Rồi thầy mời bạn Châu Long 0040 có theo em. Dạ có ạ. Thầy có nghe em nói không ạ? Đó, thầy nói em nói. Em chào thầy, em là Châu Long ạ. Thì em hiện tại về tương lai thì em dự định là sắp tới thì em sẽ đi thực tập ở sở ngoại vụ, sau đó thì em cũng muốn tìm hiểu thêm coi thử công việc thực tế như thế nào. Rồi trong thời gian đó thì em cũng sẽ xem thử là hiện tại thì em đang muốn đi du học học ngành forensic linguist, nhưng mà em nói chung là ngành đó nó khá là mới ở đây, nên là em muốn trong thời gian đi thực tập với lại làm việc thực tế thì em có thời gian để tìm hiểu thêm. Nếu như có cơ hội thì em sẽ đi đi học cái ngành mà em muốn. Thì tự mời bạn khác ha, bạn có bạn nam ở đây. Phan Thị Sang, bạn Sang có đeo. Sang có đeo em ơi. Alo, thầy có nghe em nói không ạ? Có, thì có nghe. Dạ, thì em tên đầy đủ là Phan Thiệu Sang ạ. Thì về dự định tương lai thì hiện tại em cũng đang có khá nhiều dự định và em cũng chưa biết nên chọn hướng nào. Cảm ơn. Em có sở thích đặc biệt gì không? Ví dụ em thích đi theo ngành luật hay là bọn em sẽ dự định đi theo tiếng Anh? Dạ, em là theo ngành tiếng Anh ạ. Ok. Rồi, cảm ơn em ha. Dạ em cảm ơn thầy. Bạn ơi, bạn Nguyễn Quang Vinh, Quang Vinh có đeo không? Dạ, thầy nghe em không ạ? Có, cảm ơn em. Dạ, hiện giờ thầy em tên là Nguyễn Quang Vinh ạ. Thì dự định tương lai của em là em sẽ lấy một cái bằng IELTS, sau đó là sẽ đi du học ở nước ngoài ngành quản trị kinh doanh ạ. Là em sẽ đi theo cái hướng tiếng Anh đó thầy. Ok. Rồi, cảm ơn em ha. Ôi, về lớp mình trong trong lớp mình có bạn nào dự tính là đi theo ngành luật không? Các bạn cho thầy thì các bạn nào dự định đi theo ngành luật không nhỉ?
không có bạn nào luôn. Rồi ok. À có một bạn, bạn Hồng Nga, bạn Hồng Nga thử giới thiệu thầy xem. Bạn xem. Dạ, em chào thầy, thầy nghe được em nói không ạ? Có, có nghe. Dạ, em chào thầy, em chào mấy bạn. Mình tên là Huỳnh Nga. Thì em học theo chương trình của trường là em vừa học bằng tiếng Anh là Anh văn pháp lý và em vừa học bằng luật đó thầy. Cho nên là em cũng có dự định đi theo học luật và em tính học lên thạc sĩ luật. Và khi mà học thạc sĩ luật thì em dự định đi du học ạ. Em có định du học ngành nào chưa, xác định được trường chưa? Dạ, về trường cụ thể để mà học luật thì em có tìm hiểu từ năm 2 khi mà em học ngôn ngữ Anh là trường Bond University. Lúc mà em làm cái hồ sơ bên đấy thì làm được một nửa, em được cái letter of offer, nhưng mà làm được một nửa thì em không tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và tới tận bây giờ. Vậy em có tính apply lại không? Dạ, em có tính apply lại vào trường đấy, nhưng mà em cũng muốn mở rộng cái sự lựa chọn của mình qua nhiều trường khác để xem là mình có thể học ở trường nào. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Thì sở dĩ thì hỏi tin các bạn để thầy nắm được cái tình cái sự điều chỉnh cho phù hợp với một thầy dạy á. Thì thầy cũng từng ở giai đoạn của các bạn năm tư, lúc nào cũng là cái năm mà mình hoang mang là ra trường không biết làm gì. Thầy chia sẻ với bạn, thầy cũng có một cái may mắn là thầy từ lúc may mắn là cũng giai đoạn của các bạn thì lúc thời điểm đó thì cũng vừa mới phát hiện ra là thầy muốn làm gì thôi. Và bây giờ thì thầy vẫn đang trên con đường làm cái những việc mà thầy nghĩ vào lúc năm tư, mà những cái bạn cùng trang lứa thầy cũng rất là nhiều bạn gặp hoang mang và không biết phải làm gì. Thì thường đó, nếu như mà trong ngành luật mình thì các bạn hay chia sẻ nhau là các em cứ thử nghiệm tất cả cơ hội mà các em có, và cứ làm một thời gian khoảng 1-2 năm, sau đó các em có thể có góc nhìn rộng, các em ngồi lại các em quyết định xem là mình có thể học tiếp, em quyết định là đi hành nghề luôn. Thì em nghĩ là cứ thời điểm này mà em cứ xác định tìm chỗ thực tập cho tốt, thực tập xong rồi cố thử xem, thử trải nghiệm ở những môi trường khác nhau xem mình vào cái nơi nào, sau đó thì các bạn để có thể có cái cơ sở đó bạn định hướng cho tương lai chắc chắn hơn. Ok, thôi bây giờ chắc là mình cũng bắt đầu môn học đó. Thì lớp trưởng có thể hỏi là cái lớp bọn em đã từng học qua môn dân sự là công tác quốc tế rồi ta? Dạ học rồi đó thầy. Yeah. Okay. À, công pháp quốc tế mình cũng học luôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thầy nói chuyện lớp A chưa học. Dạ thầy, công pháp quốc tế lớp mình chỉ có một vài bạn học thôi, tại vì môn đó là môn tự chọn đó thầy. À, okay. Vậy là bao nhiêu bạn lớp mình học về công pháp quốc tế rồi, các bạn giơ tay giúp thầy xem. Okay. Nghĩ lòng là một minh. Cũng được tương đối ha. Ok, thì thầy thử nói bạn, thầy thử mời bạn, xin mời bạn là Hỷ Long này, Tiêu Hỷ Long. Em có thể nhắc là nói cho các bạn là chưa học biết cái môn công tác quốc tế là các bạn học được cái gì không? À, dạ thầy ơi, em đang ngoài đường tại mới đi làm về á. Cho nên là em mới hơi ồn với thầy. Okay. Vậy thì có bạn nào khác có thể hỗ trợ bạn Hỷ Long nói cho cái lớp nghe là môn công pháp quốc tế các bạn học gì chưa? Tại vì cái môn này, môn công pháp quốc tế nó sẽ có cái mối liên hệ rất là sâu sắc với môn mà chúng ta chuẩn bị học. Và đó, nếu như mà các bạn không phân biệt được giữa hai môn này thì các bạn sẽ gặp một cái một số thử thách khi các bạn tìm hiểu môn học này. Các bạn nào có xung phong bài ở lớp? Nãy thì thấy bạn Châu Long lúc nãy bạn cũng có giơ tay này, bạn có thể trình bày ở lớp nghe được không ta?
Dạ thưa thầy, theo em nhớ thì công pháp quốc tế điều chỉnh những cái mối quan hệ xã hội giữa các nước với nhau là mà chủ thể của nó là quốc gia. Ok. Rồi em còn nhớ gì nữa không? Dạ chưa ạ. Dạ em vừa về tới nơi á thầy, cho em phát biểu luôn. Ok, bạn phát biểu đi. À dạ mình theo như em nhớ thì mình học về các mối quan hệ quốc tế mà trong đó các chủ thể là các quốc gia, và mình cũng được học về các điều lệ, các điều ước và một số những cái văn bản thỏa thuận song phương về của các nước trong một số lĩnh vực nhất định. Bạn trình bày cũng khá đầy đủ ha. Thì lúc mà bạn Nhĩ Long học về công pháp quốc tế thì các bạn có bao giờ nghe tới môn học tư pháp quốc tế đi, nghe về lĩnh vực tư pháp quốc tế không? Thầy cô có phân biệt với các bạn sự khác nhau giữa hai ngành học không? Hai ngành luật không? À, tại vì lúc mà tụi em học là em học bên văn bằng 2 á, thì lớp của em học là học chung với lại các cô chú bên bên văn bằng 2 chính quy buổi tối á, thì lớp đó của các cô chú là đã học môn tư pháp trước đó rồi, cho nên là cô cũng không có đi qua lại cho tụi em nghe về cái phần khác nhau giữa hai môn học rồi. Ok ha. Rồi ok, cảm ơn bạn Long. Còn muốn nhân sự chắc là các bạn lớp mình ai cũng học môn nhân sự rồi ha. Thì thầy trước khi vào môn học này thì thầy sẽ làm rõ các bạn cái vấn đề ở chỗ công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế ha. Thì bản chất á, công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế là hai cái ngành luật nó đi ra từ một nhánh chung là về luật quốc tế. Khi mà chúng ta nói tới luật quốc tế là chúng ta đang nói tới câu chuyện là cái quan hệ xã hội giữa một quốc gia này với một quốc gia kia. Thì trong các quan hệ xã hội giữa hai quốc gia với nhau thì sẽ có hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên là nhóm công, hay chúng ta hay gọi là công pháp quốc tế, và nhóm thứ hai, nhóm tư là tư pháp quốc tế. Thì công pháp quốc tế là các bạn đang đi giải quyết cái quan hệ liên quan tới hoạt động giữa các quốc gia với nhau. Ví dụ như khi mà các bạn tham gia ký kết một cái điều quốc tế thì sẽ xử lý như thế nào và sẽ giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Thì đó cái lĩnh vực của công pháp quốc tế ha. Rồi khi mà còn đối với tư pháp quốc tế là môn học mà của học kỳ này của chúng ta thì các bạn sẽ học về các cái quan hệ mang bản chất tư, nghĩa là các cái quan hệ nó mang theo bản chất là dân sự giữa cá nhân và pháp nhân với nhau, và nó không có liên quan gì đến cái quan hệ công nữa, chúng ta gọi là công pháp quốc tế. Vậy thì sau này khi mà các bạn ra ngoài mà có ai hỏi các bạn là luật quốc tế là gồm là như thế nào thì chúng ta sẽ có thể mạnh dạn trả lời luật quốc tế gồm hai phần ha, là hai lĩnh vực ha. Một là công đi giải quyết cái quan hệ công ha. Cái quan hệ công minh, bản chất công giữa các nhà nước với nhau. Còn tư pháp quốc tế là chúng ta đang giải quyết cái quan hệ mang bản chất tư giữa các cá nhân và pháp nhân với nhau khi mà tham gia trong mối quan hệ. Rồi. để có bạn nào mà thắc mắc gì đâu, bạn Tiểu Long có thể bỏ tay xuống đây. Bạn nào mà thắc mắc gì có thể giơ tay lên hỏi thầy nhé. Các bạn có thể khi lớp của thầy thì thầy sẽ rất là phần cho các bạn đặt câu hỏi, nên là nếu có sự thích nào bạn có đặt câu hỏi thì sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Ok, bây giờ tiếp theo là thầy sẽ giới thiệu sơ qua về chương trình học của chúng ta. Thì chương trình học của chúng ta sẽ gồm có tới 8 phần, trong đó là 4 phần đầu tiên là nội dung kiến thức về lý luận chung của môn học này ha. Ở chương 1 thì các bạn sẽ học được tổng quan về tư pháp quốc tế, thì trong đó các bạn sẽ tìm hiểu qua về các cái đối tượng, phương pháp điều chỉnh, rồi các loại nguồn và chủ thể của tư pháp quốc tế là gì ha. Tiếp tới là các bạn sẽ học ở chương 2 thì các bạn sẽ tìm hiểu về xung đột pháp luật ha, hay còn gọi là conflict of law. Thì môn tư pháp quốc tế chúng ta bên cạnh cái tên tư pháp quốc tế là private international law, thì các bạn cũng trên thế giới các quốc gia ở tư bản thông luật đó, họ hay gọi môn của chúng ta là conflict of law, nghĩa là có sự khác nhau như hệ thống pháp luật đó. Thì tới cái phần này thầy sẽ dẫn sâu hơn
tại sao chúng ta môn học này chúng ta lại mang cái tên các như thế. Nên thì ở chương 2 chúng ta sẽ học về xung đột pháp luật và làm sao chúng ta áp dụng pháp luật nước ngoài. Còn thứ ba là khi mà chúng ta áp dụng pháp luật nước ngoài có quan hệ giữa một cá nhân Việt Nam hay một cá nhân nước ngoài đi, thì khi mà có tranh chấp phát sinh thì tòa án nào sẽ có thẩm quyền, tòa án quốc gia nào sẽ có thẩm quyền giải quyết đối với vụ việc dân sự có nước ngoài, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề đó ở chương 3. Rồi chương thứ tư thì các bạn sẽ được tìm hiểu qua về nếu mà có một cái bản án nước ngoài được đưa ra, thì khi mà đem về Việt Nam được tòa án nước ngoài đưa ra ban hành, thì khi mà đem về Việt Nam thì có bản án đó làm sao để được công nhận và thi hành cái bản án đó tại Việt Nam như thế nào. Thì đó là nội dung lý luận, đó là bốn cái nội dung lý luận chính của chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài học này, môn học này. Và sau khi tìm hiểu qua các cái nội dung lý luận, các bạn sẽ tìm hiểu về các cái lĩnh vực đặc thù của sự quốc tế, trong đó các bạn sẽ tìm hiểu qua về cái quyền xã hội trong sự quốc tế là như thế nào. Rồi chương 6 thì các bạn sẽ tìm hiểu về các cái vấn đề về thừa kế, chương 7 thì về hợp đồng và bồi thường thiệt hại và hợp đồng, và chương cuối cùng thì các bạn sẽ tìm hiểu về hôn nhân và gia đình ha. Còn về tài liệu thì các bạn có thể tìm mua ở trung tâm học liệu của trường mình cuốn giáo trình của tư pháp quốc tế. Thì giáo trình của trường mình thì đã đầy đủ các cái nội dung cơ bản của cái ngành luật này của mình. Thì các nếu mà các bạn có thì thầy sẽ khuyên là các bạn nên đầu tư cuốn giáo trình này để có thể đọc và hiểu hơn về môn học của mình, cũng như là sẽ hỗ trợ các bạn trước khi các bạn lên lớp. Thì môn học này chúng ta được đánh giá là một trong những môn mà có thể gọi là khó nhất trong chương trình học của các bạn, nên là các bạn nếu có điều kiện thì các bạn thầy sẽ ủng hộ các bạn đầu tư mua ít nhất là mua được giáo trình của cái báo quốc tế để các bạn đọc thêm để hiểu thêm về tính năng học này. Rồi bên cạnh giáo trình thì tổ bộ môn tư pháp quốc tế khoa luật quốc tế mình thì cũng có soạn ra một cái cuốn mà là cuốn câu hỏi tình huống. Thì trong cái cuốn sách này á, thì có bao gồm các cái câu hỏi và tình huống để theo từng cái chương của chương trình học. Thì nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm hoặc là giải đáp thêm cái câu hỏi, tìm hiểu thêm cái câu hỏi và xoay quanh cái môn học của mình để hỗ trợ trong việc kiểm tra, thì các bạn có thể mua cái cuốn sách này ở liên hệ thầy hoặc là liên hệ khoa tổ bộ môn tư pháp quốc tế để đặt mua cái bản cuốn sách này để luyện tập thêm. Thì hình như theo mình nhớ thì giá bìa cuốn sách này khoảng 110.000, nhưng mà nếu như là các bạn đăng ký với thầy hiện tại thì tổ bộ môn cũng đã hết sách, nhưng mà có bán cái file PDF file hoặc là cấp cái tài khoản online của các bạn vào các bạn xem sách, thì thầy nhớ là giá bìa như nó giảm 30% so với lại giá bìa sẽ được chiết khấu khoảng 30% nếu các bạn mua sách điện tử. Rồi nếu như các bạn có đam mê môn này hơn mà các bạn cũng muốn luyện tập cái khả năng tiếng Anh của các bạn có thể tìm hiểu đọc thêm các đầu sách của nước ngoài. Ở đây thì có hai đầu sách mà thầy muốn giới thiệu với các bạn là về cuốn Codifying Choice of Law này nó bàn về việc là chúng ta tư pháp tế các quốc gia khác nhau trên thế giới. Và cuốn thứ hai là thầy giới thiệu với các bạn là cuốn Conflict of Law Case and Theory. Cuốn này là thời gian mà thầy học ở bên Mỹ thì thầy được tiếp cận cuốn sách này, nó cũng rất là thú vị. Nó thường bên Mỹ là góc thông luật thì họ thường đưa các cái án lệ vào để họ phân tích các cái vụ việc liên quan các cái quan hệ của tư pháp quốc tế, rất là thú vị. Thì nếu như các bạn có yêu thích cái môn học này, ngành luật này, muốn đi sâu hơn về nó thì các bạn có thể tìm hiểu và đọc thêm nhé. Rồi về văn bản pháp luật thì tư pháp quốc tế chúng ta thì có rất là nhiều các cái quy định của tư pháp quốc tế thì nằm rải rác trong rất là nhiều cái văn bản pháp luật khác nhau. Thì tuy nhiên là sẽ từng bài học cụ thể thầy sẽ có những cái yêu cầu riêng, nhưng mà cơ bản các bạn sẽ cần bốn cái văn bản chủ yếu này. Đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho thầy các cái hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự
và dân sự giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga có hiệu lực năm 2012. Các bạn có thể tìm thấy trên mạng. Thứ hai là các bạn chuẩn bị sẵn cho thầy công ước về công nhận cho thi hành cái quyết định của trọng tài nước ngoài 1958. Và thứ ba là các bạn luôn luôn cầm theo thầy cuốn bộ luật dân sự ấy, là phần thứ năm là phần xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự của các nước ngoài ấy, thì đây là phần đặc biệt quan trọng trong chương trình học của chúng ta, nên các bạn luôn luôn nhớ là luôn chuẩn bị luật dân sự sẵn để tham khảo. Rồi và cuối cùng là thầy sẽ yêu cầu các bạn chuẩn bị thêm thầy về cuốn bộ luật tố tụng dân sự cho 15 nữa, cụ thể là phần thứ bảy cũng liên quan đến vấn đề quan hệ tố tụng có nước ngoài như thế nào. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào phần đầu tiên, đó chính là về tổng quan về tư cách quốc tế. Thì trước khi vào phần đầu này ấy, thì thầy sẽ nói cho các bạn, thầy sẽ nhắc lại các bạn phương pháp giảng của thầy nó sẽ thiên về việc thầy sẽ trao đổi với các bạn nhiều hơn. Do vậy là thầy sẽ thường xuyên gọi điện thoại tên các bạn để hỏi hỏi những kiến thức mà các bạn đã học rồi hoặc là kiến thức thầy đã giảng, là chúng ta trao đổi xem là chúng ta áp dụng những cái kiến thức này như thế nào để phù hợp, thì các bạn chịu khó tập trung nhé. Rồi trước khi vào bài học thì các bạn nào có thắc mắc bất cứ câu hỏi nào không, các bạn có thể hỏi. Ok, thì chúng ta bắt đầu nhé. Ở cái bài tổng quan của tư cách quốc tế này thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua bốn cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên là thầy sẽ cùng các bạn xác định xem là những cái đối tượng nào sẽ là thuộc đối tượng điều chỉnh của tư cách quốc tế. Và tiếp theo, sau khi chúng ta đã xác định được cái đối tượng thuộc đối tượng điều chỉnh của tư cách quốc tế rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau xác định xem là cái phạm vi điều chỉnh và cái phương pháp điều chỉnh của tư cách quốc tế là gì. Và sau đó nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xác định xem các bạn nguồn nào là nguồn của tư pháp quốc tế. Và cuối cùng là các bạn cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về các chủ thể mà tư pháp quốc tế sẽ điều chỉnh. Được chưa? Vậy thì khi mà một bạn nào đó đã nhắc lại cho thầy xem các bạn đã học cái phần này ở phần lý luận nhà nước, pháp luật lý luận nhà nước rồi, thì các bạn hiểu như thế nào là đối tượng điều chỉnh của một hành luật? Các bạn nào có thể xung phong trả lời thầy câu hỏi này không? Đối tượng điều chỉnh của một hành luật là gì? Bạn Khánh Linh thử trả lời thầy câu hỏi này xem. Em hiểu như thế nào về đối tượng điều chỉnh của một hành luật? Dạ thưa thầy, theo em suy nghĩ là đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là các cái quan hệ xã hội mà được quy phạm pháp luật của cái ngành luật đó điều chỉnh hả? Đúng rồi ha. Rồi, vậy em có thể ví dụ cho cả lớp mình xem, ví dụ như là ngành luật hình sự đi, thì đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là gì ta? Thưa thầy, đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là các tội phạm với lại các hình phạt ạ. Rồi, ok. Vậy thì theo em thì còn về hành chính thì chúng ta sẽ điều chỉnh gì ta? Về hành chính thì theo em hiểu là những cái công việc liên quan đến có sự quản lý của nhà nước ạ. Ok. Vậy thì khi mà em nghe cái tên của ngành luật chúng ta đang dạy đang học ấy, là chúng ta đang nói về đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, thì em có đoán được là tư pháp quốc tế chúng ta có thể điều chỉnh cái đối tượng những quan hệ như thế nào trong xã hội, đối tượng như thế nào trong xã hội? Thưa thầy là nãy là thầy có nhắc đến là tư pháp quốc tế là nó là những quan hệ mang bản chất dân sự giữa các cá nhân với pháp nhân với nhau, thì theo em hiểu thì đó là những cái đối tượng điều chỉnh quan hệ dân sự nhưng mà có yếu tố nước ngoài ạ. Em có đọc trước về cái giáo trình của mình chưa? Em trả lời khá chính xác câu này. Dạ, em có xem qua một chút ạ. Ok. Thì bạn Khánh Linh trả lời đúng rồi ha. Thì đối tượng điều chỉnh của tư pháp tới ta thì thứ nhất sẽ bao gồm các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, và thứ hai là
bên cạnh đó chúng ta còn có các cái quan hệ tốt cùng nhân sự với nước ngoài. Vậy thì bạn Khánh Linh sẵn đây, bạn Khánh Linh có thể giải thích được là tại sao đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế lại là các quan hệ dân sự có tính ngoài, nó khác gì các quan hệ dân sự bình thường? Thưa thầy, là các quan hệ dân sự bình thường thì mình giải quyết giữa những cá nhân hoặc là pháp nhân trong cùng một quốc gia, còn ở trong tư pháp quốc tế thì nó là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, ví dụ như là giữa một bên cá nhân là người Việt Nam hoặc là một cá nhân là người ở nước khác ạ. Ừ. Khi mà một cá nhân người Việt Nam và một cá nhân người nước khác có phát sinh một cái quan hệ dân sự với nhau thì có cái gì mà mình phải điều chỉnh khác với lại cái quan hệ dân sự thông thường? Em có thể cho ví dụ không? Dạ thưa thầy, ví dụ như là liên quan đến luật hôn nhân và gia đình thì em có xem qua cái ví dụ thì có nói là giữa người Việt Nam với lại một người nước ngoài, ví dụ như là người Nhật Bản kết hôn, thì ở Việt Nam thì cái độ tuổi kết hôn nó quy định khác với cái độ tuổi kết hôn của bên Nhật Bản, nên là mình phải cân nhắc cái sự khác nhau giữa hai cái quy định giữa hai quốc gia. Ok, thôi thì hỏi bạn một câu cuối cùng nha. Vậy tại sao các quan hệ khác có yếu tố nước ngoài, ví dụ quan hệ hình sự hay là quan hệ hành chính đi, thì khi mà một người phạm nước ngoài phạm tội Việt Nam và một người mà vi phạm pháp luật về những quy định hành chính ở Việt Nam thì tại sao nó không bị được, chúng ta không đẻ ra những ngành luật cụ thể để điều chỉnh cái quan hệ này như là của tư pháp quốc tế? Thưa thầy, là bởi vì những cái liên quan đến hành chính hình sự đó thì nó không phải ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân hay là pháp nhân cụ thể, mà nó liên quan đến cộng đồng xã hội, nói chung là nó rộng hơn, nên là nó không thể quy định thành một cái luật cụ thể riêng như là tư pháp ạ. Đó là em hiểu thôi, chứ không em không biết có đúng hay không ạ. Ok, cái này làm rõ cho bạn vấn đề này, cho bạn cả lớp ha. Thì thứ nhất là bạn Linh đã trả lời rất là chính xác ha, là các cái quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của quốc tế chúng ta sẽ có hai nhóm quan hệ. Đầu tiên là chúng ta có quan hệ dân sự đối tượng nước ngoài, quan hệ tố tụng dân sự đối tượng nước ngoài ha. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao lại là quan hệ dân sự mà không phải là các quan hệ khác như là quan hệ hình sự hay hành chính? Bởi lẽ là trong các quan hệ của quan hệ xã hội phát sinh với nước ngoài, chúng ta có rất là nhiều hình sự, hành chính, dân sự hoặc là thuế và một số các quan hệ khác còn đặc thù hơn nữa. Thì đối với những cái hoạt động mà phát sinh giữa một cơ quan nhà nước và một cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài, hoặc là giữa hai cơ quan nhà nước với nhau, thì đó là các quan hệ mang bản chất công. Thì những quan hệ mang bản chất công đó chúng ta sẽ có xu hướng là áp dụng luôn pháp luật của quốc gia để giải quyết một cái quan hệ đó. Ví dụ như một cá nhân người nước ngoài họ gây ra hành vi, họ gây ra một hành vi trái pháp luật ở Việt Nam, ví dụ như là họ thực hiện hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đi, thì cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó sẽ bị được nhà nước Việt Nam chúng ta truy cứu theo pháp luật bộ luật hình sự của Việt Nam luôn, mà chúng ta không cần có quan tâm xem là ở quốc gia mà họ có quốc tịch phải xem luật quốc gia họ quốc tịch điều giải quyết như thế nào quan hệ này. Mà nếu như hành vi đó phát sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta sẽ xử lý theo pháp luật Việt Nam luôn. Tương tự, ví dụ một công dân người Úc đi, họ qua Việt Nam, họ tham gia vào phương tiện giao thông đường bộ, khi mà họ vi phạm phương tiện giao thông, khi mà họ chạy xe máy, mà ví dụ họ chạy xe máy vượt quá tốc độ chẳng hạn, thì trong trường hợp đó thì họ vẫn sẽ bị xử phạt theo thủ tục hành chính ở Việt Nam, chứ chúng ta không đưa pháp luật nước ngoài vào để xử phạt thủ tục hành chính ha. Tuy nhiên là đối với các quan hệ dân sự thì sao? Các quan hệ dân sự là các quan hệ mà chúng ta phát sinh giữa các cá nhân và pháp nhân với nhau, đúng không ạ? Thì các cái quan hệ giữa người với người chúng ta sẽ có được quyền chúng ta sẽ được quyền là trên bề bản chất đó là chúng ta sẽ được quyền thỏa thuận thương lượng với nhau. Do vậy là
để là cái quan hệ này nó xây dựng được trên tinh thần là tự do ý chí và thỏa thuận các bên, thì nhà nước của Việt Nam chúng ta và các quốc gia khác trên thế giới họ cho rằng thì đối với các riêng với cái quan hệ dân sự này, chúng ta không thể nào khô khan cứng nhắc là chúng ta chỉ áp dụng mỗi pháp luật của nước mình để điều chỉnh được, mà chúng ta phải tạo điều kiện để bảo vệ được quyền lợi của công dân của chúng ta khi mà tham gia vào các quan hệ, cụ thể là quan hệ dân sự ở một quốc gia khác. Do vậy là các pháp luật các quốc gia sẽ thiên hướng là cho phép các bên sử dụng chấp nhận lựa chọn pháp luật của nước ngoài để điều chỉnh một số các quan hệ dân sự có tới nước ngoài cụ thể. Thì bởi những lý do đó mà chúng ta chỉ có hỏi ngành tư pháp quốc tế chúng ta thì mới có phát sinh ra một cái chỉ có ngành tư pháp quốc tế và cụ thể là các quan hệ dân sự có tới nước ngoài thì mới được đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, mà các quan hệ nhân hình sự hành chính hay là cái tội điều chỉnh của chúng ta. Rồi vậy thì để chúng ta đi sâu hơn ha về quan hệ dân sự có tới nước ngoài này, thì để mà xác định được một quan hệ thế nào là quan hệ dân sự có tới nước ngoài thì các bạn sẽ lưu ý rằng chúng ta sẽ thực hiện qua hai bước phân tích ha. Đầu tiên là chúng ta phải phân tích xem là trong cái quan hệ đó có tồn tại sự không ha. Ví dụ như là quan hệ mà hợp đồng mua bán hàng hóa giữa một công ty A là công ty Việt Nam và một công ty B là công ty Hoa Kỳ, thì đây không phải là quan hệ, đây là chúng ta phải xác định là đầu tiên đây là một cái quan hệ dân sự, đúng không ạ? Tại vì quan hệ hợp đồng là quan hệ dân sự. Sau đó khi mà chúng ta xác định được đó là quan hệ dân sự rồi thì chúng ta mới xác định được là quan hệ dân sự đó phải có yếu tố nước ngoài, thì chúng ta mới coi là đây là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Ok, đây về mặt lý thuyết là như thế. Vậy thì có bạn nào có thể xác định giúp thầy xem cơ sở pháp lý nào để chúng ta xét theo bộ luật dân sự hay là bất cứ ngành luật nào Việt Nam để chúng ta xác nhận ra một quan hệ đó là quan hệ dân sự không? Các bạn có đã học môn luật dân sự rồi, các bạn nhớ bài không? Làm sao để chúng ta xác định thế nào là một quan hệ dân sự theo pháp luật Việt Nam? Thầy thử gọi bạn Nguyễn Kim Linh này. Bạn Kim Linh mà nhớ xem nhớ là cái làm sao để cơ sở pháp lý nào chúng ta xác định đó là một quan hệ dân sự. Thưa thầy, theo em nhớ thì mình sẽ xác định xem quan hệ đó có được quy định trong bộ luật dân sự hay không, và cụ thể là một quan hệ dân sự được hiểu theo là gì? Ok, bạn Thanh Nguyên, bạn có thể hỗ trợ chờ bạn Kim Linh trả lời. Dạ, thưa thầy, là quan hệ pháp luật dân sự thì do các quan hệ pháp luật dân sự điều chỉnh, tức là những cái quan hệ pháp những quan hệ xã hội trong lĩnh vực dân sự liên quan đến nhân thân và tài sản. Cụ thể là liên quan nhân thân và tài sản đúng không? Dạ. Okay. Em có nắm được là cái chỗ đó cơ sở phí nằm ở điều nào của bộ luật dân sự 2015 không? Em nghĩ là cái phần ở mấy cái em cũng không nhớ nữa, nhưng mà em nghĩ là ở mấy cái phần đầu chỗ định nghĩa. Ok, vậy bây giờ cảm ơn bạn Nguyên ha. Thì các bạn mở giúp thầy xem tại điều 1 luôn của bộ luật dân sự 2015, thì các bạn sẽ xem chúng ta có những cái tiêu chí nào, chúng ta xác định thế nào quan hệ dân sự. Ta ôn lại bài thôi. Thì có bạn nào có thể xung phong nhắc lại xem là theo cái điều 1 bộ luật dân sự 2015 thì những cái một quan hệ như thế nào chúng ta sẽ xem là một quan hệ dân sự. Thầy gợi ý là chúng ta sẽ có hai cái tiêu chí chúng ta xem là thế nào là một quan hệ dân sự. Nào, bây giờ thầy thử mời bạn Thảo Linh nhé. Bạn Thảo Linh có thể đọc thử điều 1 của bộ luật dân sự 2015 và bạn trả lời cho thầy xem là theo cơ sở tại điều 1 của luật dân sự 2015 đó, chúng ta sẽ có những cái tiêu chí nào để chúng ta xác định.
Dạ thầy. Dạ, điều 1 phạm vi điều chỉnh. Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Sau đây gọi chung là quan hệ dân sự. Ừ. Thì theo em thì những cái tiêu chí nào, chúng ta có những tiêu chí nào chúng ta xác định xem thế đó là một quan hệ dân sự? Ừ. Thì câu hỏi đầu tiên là nó làm sao, nó các chủ thể nào mới có năng lực xác lập quan hệ dân sự? Em tôi trả lời cho thầy xem các chủ thể nào. Dạ, cá nhân và pháp nhân ạ. Đúng rồi ha. Dạ, dạ. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải là cá nhân và pháp nhân thì chúng ta mới có năng lực giao kết một cái quan hệ dân sự không? Vậy thì thầy hỏi nha, vì giữa cơ quan nhà nước và một cá nhân thì đó có phải là quan hệ dân sự không? Quan hệ giữa cơ quan nhà nước và cá nhân, một cá nhân của một quốc gia có phải là quan hệ dân sự không? Dạ theo em là không mà, tại vì cơ quan nhà nước không phải là một pháp nhân à. Đúng rồi, ok ha. Rồi vậy thì câu hỏi tiếp theo là vậy mối quan hệ đó là được dựa do cái cá nhân và pháp nhân xác lập, vậy thì nó còn cái điều kiện nữa không? Nó còn cái điều kiện nào nữa? Em thử đọc xem còn điều kiện nào nữa. Dạ, phải được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm ạ. Là còn một cái điều kiện là phải là các bên phải là tự do, bình đẳng, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đúng không? Dạ. Thì các bạn lưu ý lại giúp thầy ha. Giống như bạn Linh đã trao đổi với thầy thì đầu tiên khi mà chúng ta xác định xem thế nào là một quan hệ dân sự với nước ngoài thì đầu tiên các bạn phải nhớ kỹ với thầy cái quy định tại điều 1 của dân sự này ha. Cái tiêu chí chúng ta xem thế nào là một quan hệ dân sự thì đầu tiên là quan hệ dân sự là phải quan hệ phát sinh giữa cá nhân và pháp nhân với nhau này. Nếu mà cá nhân với cơ quan nhà nước hay bất cứ chủ thể nào khác mà không phải là pháp nhân thì chúng ta sẽ không xem đó là một quan hệ dân sự, đúng không? Và yếu tố thứ hai là cái quan hệ này phải bình đẳng, độc lập, tự do ý chí và độc lập về tài sản mà các bạn phải tự chịu trách nhiệm tài sản của mình. Thì các bạn khi thì các bạn để định một quan hệ dân sự với ngoài, đầu tiên chúng ta phải thỏa mãn yếu tố đầu tiên. Nên là phải thỏa mãn đó là một quan hệ dân sự trước. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi xác định xem là cái quan một khi chúng ta đã xác định quan hệ đó là một quan hệ dân sự rồi thì để thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế cái quan hệ dân sự đó nó phải có tồn tại với nước ngoài nữa. Thì bạn Châu Long có thể trả lời giúp thầy xem nên là theo em á, thì trong cuộc sống của em thôi, em đã từng gặp kinh nghiệm sống của em thôi, thì em có bao giờ chậm cái quan hệ dân sự mà nó có cái gì đó có yếu tố nước ngoài trong đó, trả lời thầy thôi. Dạ em có nghĩ tới ví dụ như mua bán hàng hóa quốc tế thì cũng được coi là quan hệ dân sự với yếu tố nước ngoài đúng không ạ? Buôn bán hàng hóa quốc tế, em cụ thể cho thầy một cái ví dụ cụ thể là như thế nào để thầy chúng ta mới biết được cái mua bán hàng quốc tế thì nó còn chung chung quá. Chúng ta ví dụ cụ thể trường hợp như thế nào? Ví dụ như em mua hàng ở bên Mỹ. Ok, rồi sẽ là theo em thì đó là một quan hệ dân sự với nước ngoài đúng không? Dạ em còn đang suy nghĩ, em chưa chắc chắn ạ. Thì trong cái tư duy của em á, thì tại sao em cho rằng đó là một cái quan hệ dân sự với nước ngoài, nó nằm ở chỗ nào, chỗ nào trong cái mặt tư duy của em cho rằng đó là cái quan hệ dân sự với nước ngoài? Dạ thưa thầy, bởi vì việc mua bán đó là giữa em và một cá nhân ở nước ngoài, một cá nhân ở Mỹ, thì ở hai quốc gia khác nhau nên là em nghĩ nó có yếu tố nước ngoài. Là em xác định dựa trên cái quốc tịch của cá nhân đó đúng không?
Dạ. Mình là người Việt Nam, mình mua bán người Mỹ. Dạ đúng rồi. Quốc tịch. Dạ. Ok. Rồi. Còn bạn nào có một cái góc nhìn khác không? Có bạn nào trong lớp mình có gì khác là bên cạnh là quốc tịch của một cá nhân đó thì có trường hợp nào chúng ta vẫn có thể xem là một cái quan hệ dân sự có tới nước ngoài không? Có bạn nào có một cái quan điểm nào khác không? Ok, vậy thì hỏi một bạn ha. Mời bạn bạn Bảo Ly nè. Bạn Bảo Ly có ở lớp không? Ngồi đây ngồi đây không? Dạ có ạ. Ok, okay. Bây giờ thì có. Sai, anh nói đi. Cho em nghĩ là ngoài ra thì đối tượng giao dịch nằm ở nước ngoài. Ví dụ như hai người mua bán hàng hóa đều là quốc tịch Việt Nam nhưng mà cái hàng hóa đó thì nó lại nằm ở nước ngoài. Ok. Rồi ok, cũng là một ví dụ. Đúng rồi, vậy là em sẽ dựa trên cơ sở là cái đối tượng đó, cái hàng hóa, món hàng của em mua nằm ở nước ngoài nên nó vẫn có thể xem là quan hệ dân sự có tới nước ngoài đúng không? Ừ. Rồi, ok ha. Ví dụ của hai bạn cũng khá là tương đối là chính xác ha. Thì thầy sẽ mời các bạn mở sang cho thầy khoảng 2 tại điều 663 của Bộ luật dân sự 2015. Các bạn đọc giúp thầy xem ha. Các bạn xác định lại giúp thầy xem là những cái tiêu chí nào của Bộ luật dân sự chúng ta dùng quy định để chúng ta xác định xem là đó là một cái quan hệ dân sự với nước ngoài. Thì mời các bạn dành ra thử một phút các bạn đọc kỹ quy định này, tại vì quy định này sẽ theo suốt các bạn là trong xuyên suốt cái quá trình học của môn học. Nên dành một phút đọc kỹ ba cái điểm này thầy, để các bạn suy nghĩ xem là chúng ta đang bộ trên tinh thần của Bộ luật dân sự 2015 thì chúng ta sẽ xác định một cái quan hệ dân sự có với nước ngoài. Thì yếu tố nước ngoài chúng ta sẽ xác định dựa trên những cái tiêu chí nào? Thông qua các ví dụ nãy giờ mà thầy trao đổi với các bạn và khoảng tài khoản 2 điều 663 và dân sự 2015 này. Các bạn nào đọc xong rồi thì có thể giơ tay lên trao đổi với cả lớp ha. Các bạn có thể dành một phút là đọc. Rồi, bây giờ có bạn nào xác định được xem là Bộ luật dân sự 2015 thì tinh thần của các nhà luật họ quy định như thế nào chứ? Quy định dựa trên những cái tiêu chí như thế nào chứ? Bạn Khuê Mai, bạn thử trao đổi giúp thầy với thầy xem là theo bạn hiểu như thế nào chứ? Tinh thần của Bộ luật dân sự 2015 của mình. Dạ, thưa thầy, thì theo khoảng 2 điều 663 của luật dân sự 2015 thì quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định là quan hệ dân sự một trong 3 trường hợp là có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Trường hợp thứ hai là các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài. Và trường hợp thứ ba là các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng mà đối tượng của quan hệ dân sự thì ở nước ngoài. Thì bạn có thể viện giải cho thầy xem là tại điểm A là cái tiêu chí mà là cá nhân pháp nhân nước ngoài là nó dựa vào cái gì, nó dựa vào cái mặt nào, tiêu chí nào, đó là tiêu chí gì?
Dạ, thưa thầy, thì theo em nghĩ ở điểm A thì tiêu chí cá nhân pháp nhân nước ngoài, tức là đối với cá nhân thì cá nhân là ở tại nước ngoài và có quốc tịch là ở quốc gia khác, còn đối với pháp nhân thì có thể là nơi trụ sở là ở nước ngoài ạ. Rồi, theo em hiểu như vậy thì theo em thì trong trường hợp đó, cá nhân đó là phải ở nước ngoài thì mới thuộc cái tiêu, mới nằm trong cái tiêu chí về điểm A đúng không? Hay là người ta có thể xét vào mối quan hệ dân sự tại Việt Nam cũng được. Dạ, dạ là ở nước ngoài. Vì nếu như ví dụ như là một công dân là có quốc tịch nước ngoài ạ. À, thì cần quốc tịch thôi đúng không? Ok. Dạ. Thì cái tiêu chí tại điểm A chúng ta có là tiêu chí về mặt, thầy gọi là tiêu chí về mặt, hay gọi là tiêu chí về mặt chủ thể. Thì đối với tiêu chí về mặt chủ thể chỉ cần có các cá nhân hoặc là pháp nhân nước ngoài tham gia một quan hệ dân sự đối với người Việt, với người Việt Nam thì chúng ta đã có thể xác định được đây là một quan hệ dân sự có tới nước ngoài. Đó. Rồi thì bạn thử trả lời giúp thầy xem điểm B thì như thế nào. Điểm B nó xác định cái quan hệ là quan hệ dân sự, là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài dựa trên tiêu chí gì? Dạ, dựa trên tiêu chí là mặc dù là hai bên đều là công dân Việt Nam và pháp nhân Việt Nam, nhưng mà khi mà cái quan hệ dân sự xảy ra, nó lại xảy ra ở nước ngoài thì nó sẽ thuộc trường hợp điểm B. Tức là cái việc xác lập, thay đổi, thực hiện và chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài là một người ở quốc gia này và người ở quốc gia khác. Vậy em có thể cho thầy ví dụ. Ví dụ cụ thể không? Em có thể dạ, ví dụ như là em mua hàng của một bạn khác, thì em là người Việt Nam và bạn đó cũng là người Việt Nam, nhưng mà hiện tại bạn đó đang ở Mỹ. Thì khi em xác lập giao dịch với bạn đó thì cái việc cái giao dịch đó là nó được xác lập tại nước ngoài. À, xác lập tại nước ngoài, ok. Ý em là em sẽ, em là A Việt Nam, dạ. B nước ngoài. Thì khi mà xác lập một cái giao dịch mua bán hàng hóa thì em cho rằng đây là quan hệ nên sự với nước ngoài vừa căn cứ ở điểm B cho cái việc xác lập cái quan hệ này ở nước ngoài, đúng không? Vậy trong trường hợp bây giờ nếu như mà A và B Việt Nam đều là người Việt Nam luôn, ở Việt Nam luôn, thì có trường hợp nào chúng ta vẫn chúng ta có vẫn xem đây là cái quan hệ nhân sự có tới nước ngoài không? Dạ có ạ. Thì lúc nó sẽ thuộc vào điểm C là đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài. Ok. Rồi, ok ha. Vậy thì tóm còn lại là điểm B ấy, thì cái bộ luật dân sự của bộ luật dân sự 2015 chúng ta sẽ xác định cái yếu tố nước ngoài dựa trên căn cứ về sự kiện pháp lý ha. Trong đó thì nếu chúng ta xác lập, thay đổi, thực hiện, chấm dứt cái quan hệ này ở nước ngoài thì đó là cũng có thể xem là một quan hệ dân sự có tới nước ngoài ha. Và điểm C là chỉ cần có cái đối tượng giống như nãy các bạn một bài ví dụ là chỉ có món hàng đó đang nằm ở nước ngoài thì hai người Việt Nam mà thỏa thuận mua bán nhau mà món hàng đang nằm ở nước ngoài thì chúng ta vẫn có thể xem đây là một quan hệ dân sự có tới nước ngoài ha. Còn vì sao chúng ta lại đi quy định như thế này, tại sao chúng ta lại quy định là điểm A là cá nhân pháp nhân nước ngoài, chủ thể là cá nhân pháp nhân nước ngoài, điểm B là sự kiện pháp lý ở nước ngoài, điểm C là đối tượng ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể hơn qua từng phần. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ, thầy sẽ nhấn mạnh lại các bạn là trong một cái quan hệ dân sự có tới nước ngoài để mà các bạn xác định được đây là quan hệ dân sự có tới nước ngoài thì bước đầu tiên như thầy đã nói là chúng ta phải xác định được là đó có phải là một quan hệ dân sự hay không, thì chúng ta sẽ căn cứ vào điều 1 của luật dân sự 2015 để xác định xem chúng ta có hai tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là về mặt chủ thể, ta có các cá nhân pháp nhân đó phải tham gia quan hệ, không phải là cơ quan nhà nước hay là một cái chủ thể nào khác mà không phải là cơ quan pháp nhân, đúng không? Cá nhân pháp nhân, đúng không? Rồi thứ hai là các quan hệ đó nó xác lập trên tinh thần là tự do, độc lập và tự chịu trách nhiệm tài sản bên. Thì thỏa mãn hai tiêu chí đó chúng ta xác định được là bước đầu tiên chúng ta xác định được là đó là một cái quan hệ dân sự
thì sau khi chúng ta xác định quan hệ dân sự, chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu xem đó có phải là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không. Thì ở đây tại khoản 2 điều 663 chúng ta đã quy định rằng là chúng ta có 3 cái bước để chúng ta xác định được là yếu tố nước ngoài. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ xem là cái quan hệ đó có phải là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài dựa về mặt chủ thể không. Chủ thể ở đây là các bạn sẽ căn cứ vào quốc tịch của cá nhân này, là pháp nhân đó, xem là cá nhân và pháp nhân đó có mang quốc tịch mà không phải là quốc tịch Việt Nam không. Và nếu như mà không mang quốc tịch Việt Nam thì chắc chắn đây là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Và thứ hai, nếu như mà trong trường hợp các bên cá nhân và pháp nhân đều mang quốc tịch Việt Nam khi tham gia quan hệ dân sự, thì nếu như mà cái quan hệ dân sự này xác lập, thay đổi, chấm dứt, thực hiện tại nước ngoài, thì hoặc hay chúng ta có thể nói là sự kiện pháp lý xoay quanh quan hệ dân sự đó xảy ra tại nước ngoài, thì chúng ta vẫn có thể xem đây là một quan hệ dân sự có nước ngoài dựa vào tiêu chí về sự kiện pháp lý. Rồi sau đó, nếu như mà các chủ thể bên đều là người Việt Nam, sự kiện pháp lý đều xảy ra ở Việt Nam luôn, tuy nhiên là cái đối tượng của cái quan hệ này lại nằm ở nước ngoài, thì chúng ta vẫn có thể xem đây là một cái quan hệ dân sự có tính nước ngoài. Được chưa? Vậy thì để chúng ta xác định được xem yếu tố nước ngoài trong một quan hệ dân sự có tính nước ngoài, thì các bạn sẽ phân tích lần lượt 3 bước. Đầu tiên chúng ta phân tích về chủ thể, thứ hai là về sự kiện pháp lý, và thứ ba về đối tượng. Chỉ cần một trong ba cái yếu tố này nó liên quan tới nước ngoài thì chúng ta có thể xác định đây là một cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về từng phần, về từng cái điểm của khoảng 2 điều 663 bộ luật dân sự 2015 này. Đầu tiên là về mặt chủ thể. Thì thầy có hai ví dụ ra trên đây, thì thầy mời các bạn thử trả lời cho thầy xem đây có phải là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. À, thầy mời bạn Ngọc Mai này. Dạ, cái vấn đề một thì em nghĩ là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, tại vì ông Jager này là có quốc tịch là Hà Lan, quan hệ dân sự đây là quan hệ kết hôn. Còn cái thứ hai, từ từ nha, bạn Mai, bạn phân tích hay ngược nha. Đầu tiên chúng ta phải xác định gì trước? Hồi nãy giờ chúng ta dạy có phải là một quan hệ dân sự hay không? Đúng rồi, tại sao? Tại vì đó là mấu chốt ha. Nếu như mà các bạn quên cái chỗ này, thông thường nha, là khi mà kiểm tra hay là hỏi thi hay là ra sau này ra ngoài khi mà làm việc á, nếu mà có liên quan tới vấn đề pháp lý thực tiễn thì chúng ta hay có xu hướng là chúng ta quên xem thành đấy bản chất cái quan hệ là quan hệ gì và sẽ được điều chỉnh như thế nào. Thì đầu tiên bạn luôn phải nhớ nha, trước mắt là phải xem đây là quan hệ dân sự hay không, xong đó chúng ta mới xác định yếu tố nước ngoài. Rồi ok, vậy thì câu đầu tiên là bạn làm đúng rồi đó. Bây giờ bạn thử trả lời câu số 2 này xem. Dạ, câu số 2 là quan hệ dân sự ở đây là quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, là thưa thầy là có, tại vì công ty liên doanh này là ở Hoa Kỳ ạ. Vậy là chủ thể ở Hoa Kỳ. Vậy là theo bạn là hai ví dụ này chúng ta xác định yếu tố nước ngoài dựa vào căn cứ về mặt về yếu tố nào trong cái điều, dựa vào điểm nào của khoảng 2 điều 663 chúng ta giải quyết. Dạ thưa thầy, là điểm A của khoảng 2 điều 663 là về mặt chủ thể. Chính xác rồi ha. Rồi, cảm ơn bạn Mai. Bây giờ thầy thử gọi bạn để trả lời. Mời bạn Lê Quang Minh này. Lê Minh có đeo không? Dạ có. Ok, bây giờ thầy có một ví dụ như sau ha. Thầy có anh A là người Việt Nam, xác lập quan hệ là một hợp đồng mua bán hàng hóa với anh B là người Việt Nam định cư nước ngoài. Thì theo em á, trong trường hợp này, cái quan hệ đó có phải là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài gì về mặt chủ thể không? Yếu tố nước ngoài về mặt chủ thể hả? Giờ yếu tố nước ngoài về mặt chủ thể thì không có, thầy, tại vì hai người đó đều là người Việt Nam. Do em do dự căn cứ là do dự kiện là bài là người Việt Nam định cư nước ngoài đúng không?
À, mà nếu mà người Việt Nam định cư nước ngoài nhưng mà có quốc tịch bên đó thì nó sẽ Ừ, vậy là câu chuyện lúc đó chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Bạn bạn nêu ra một ý rất là hay nha. Là bây giờ chúng ta có công dân A người Việt Nam, công dân B là người Việt Nam định cư nước ngoài. Trong trường hợp mà công dân A chỉ quốc tịch Việt Nam thôi đơn giản, trong trường hợp mà công dân A còn có thêm cái quốc tịch nước ngoài nữa thì như thế nào? Đúng không? Thì theo em em thì nghĩ chúng ta sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? giờ em nghĩ là mình nhận xét nó trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Rồi, ok. Vậy thì bạn, các bạn chú ý lên cái slide tiếp theo của thầy nhé. Các bạn, nếu các bạn mở ra quy định tại điều khoản 3, điều 3 của luật quốc tịch 2008 đã sửa đổi bổ sung năm 2014 thì chúng ta sẽ có cái khái niệm về người Việt Nam định cư nước ngoài là gì. Ha? Thì tại khoản 3, điều 3 của luật quốc tịch 2008 chúng ta có một cái quy định như sau. Người Việt Nam định cư nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Thì như vậy trong cái ví dụ của thầy vừa nêu ra, nếu như mà ông A là người Việt Nam này, ông B là người Việt Nam định cư nước ngoài xét là một hợp đồng mua bán hàng hóa, thì trường hợp mà ông A này, ông B này vẫn là người Việt Nam thì chúng ta vẫn sẽ xem ông là một công dân Việt Nam thì sẽ không phát sinh một cái quan hệ dân sự với nước ngoài về mặt cụ thể. Tuy nhiên là trong trường hợp này, nếu như ông B là người gốc Việt Nam cư sống cư trú sinh sống lâu dài nước ngoài thì người gốc Việt Nam ở đây là người đã không còn quốc tịch Việt Nam nữa rồi, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ xem ông B là người của quốc tịch nước ngoài và chúng ta sẽ giải quyết cái tình huống đó, xác định đó là một cái quan hệ dân sự có tới nước ngoài ha. Vậy như vậy nếu như các bạn trong cuộc sống mà phải là khi mà các bạn đi thi các bạn gặp một câu hỏi liên quan tới người định cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, thì việc đầu tiên bên cạnh sau khi mà các bạn xác định đây là một quan hệ dân sự rồi thì các bạn phải xác định xem là về mặt cụ thể này thì người định cư Việt Nam, người Việt Nam định cư nước ngoài này có còn quốc tịch Việt Nam hay không ha. Nếu như còn quốc tịch Việt Nam thì chúng ta vẫn thì chúng ta sẽ đây là một quan hệ dân sự thông thường không có yếu tố nước ngoài ha. Nếu như mà người này không còn quốc tịch Việt Nam nữa thì đó là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, được chưa? Rồi thì các bạn có thể xem hai cái ví dụ tương tự như cái ví dụ thầy nêu ra ha. Ở đây thì có là ông A nè, quốc tịch Việt Nam thì đang cư trú và định cư làm việc tại Hoa Kỳ ấy. Thì trong trường hợp này do ông này vẫn còn quốc tịch Việt Nam nên khi mà phát sinh một cái quan hệ dân sự với một công dân Việt Nam khác thì chúng ta sẽ xem ông này là có quốc tịch Việt Nam, được chưa? Và đối với trường hợp chị B là người gốc Việt Nam này, quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà sinh sống và đang sinh sống tại Hoa Kỳ đi, thì trong trường hợp này chị B không còn quốc tịch Việt Nam nữa nên là chúng ta sẽ xem đây là một người nước ngoài, cụ thể là chị sẽ mang quốc tịch Hoa Kỳ khi mà tham gia vào cái quan hệ dân sự giữa người Việt Nam và một người Việt Nam được nước ngoài, trong trường hợp này chị B sẽ được xem là người nước ngoài. Bây giờ rồi ok, rồi bây giờ tiếp theo một điểm lưu ý nữa trong cái quan hệ dân sự có nước ngoài về mặt chủ thể này thì thầy sẽ mời bạn mang hình Nga này, bạn Nga trả lời, bạn Nga thử đọc cái ví dụ này, tình huống này là xác định giúp thầy xem là đây có phải là một cái quan hệ dân sự có nước ngoài không. Dạ, ví dụ là Việt Nam đặt mua 3 triệu liều vaccine BNT. COVID-19 đấy, Dạ, vaccine COVID-19. của hãng dược Pfizer Hoa Kỳ. Thì theo em đây là, trước hết thì mình xác định quan hệ dân sự giữa Em phải xác định xem đây có phải là quan hệ dân sự với nước ngoài không. Dạ, trong quan hệ dân sự thì là giữa cá nhân và pháp nhân, thì vừa nãy bạn Thảo Linh có phát biểu là một quốc gia thì không là pháp nhân, cho nên là mình không thể đưa Việt Nam và Hoa Kỳ vào trong cái quan hệ dân sự. Và nếu như vậy thì cái yếu tố đầu tiên để xác định đó có phải là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài không thì nó không thỏa mãn, cho nên là đây không phải là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ạ. Ok, và cảm ơn bạn, bạn rất là hiểu bài những gì thầy nói. Tuy nhiên là về mặt thực tế lúc nào chúng ta cũng sẽ cái gì chúng ta cũng có một cái ngoại lệ. À, thì trong trường hợp này nha, các bạn phải để kịp thầy nha. Sẽ có những trường hợp trên thực tế
quốc gia chúng ta vẫn có thể tham gia vào quan hệ dân sự với tư cách là một cái pháp nhân đặc biệt. Quy định này thì đề nghị thì mà các bạn mở quy định tại điều 97 tới điều 100 của Bộ luật Dân sự 2015 ra, các bạn sẽ thấy là từ điều 97 tới 100 chúng ta có quy định về vấn đề là khi mà nhà nước Việt Nam chúng ta tham gia vào một cái quan hệ mang bản chất dân sự thì nhà nước Việt Nam chúng ta vẫn có trường hợp chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về tài sản tương tự như các quan hệ dân sự khác. Thì trong ví dụ này thì do bản chất đây là một cái quan hệ mua bán hàng hóa, và Việt Nam lúc này chúng ta sẽ đứng với vai trò là một quốc gia, là một đối tượng của tư pháp quốc tế, chủ thể thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế mà chúng ta gọi là chủ thể đặc biệt. Thì sau này khi mà các bạn gặp những ví dụ như thế này thì các bạn sẽ có thể nhầm cho rằng đây là một cái quan hệ dân sự giữa một quốc gia đóng vai trò là một chủ thể, một pháp nhân đặc biệt tham gia vào cái quan hệ dân sự với nước ngoài, và cụ thể đây chúng ta ký kết với lại ở nhiều bang sở Hoa Kỳ. Thì các bạn sẽ hỏi thầy về trường hợp nào chúng ta mới xác định là đó không phải là quan hệ dân sự khi mà có quốc gia tham gia. Thì đối với cái quan hệ mà quốc gia họ tham gia ký kết ví dụ như là ký kết về các hiệp ước song phương đa phương hoặc là hoạt động mua bán hàng hóa giữa quốc gia, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ không xem đó là một cái quan hệ dân sự có nước ngoài, được chưa? Do vậy, hoặc là trong trường hợp mà quốc gia ký kết một cái điều ước ưu đãi đặc biệt cho một cái doanh nghiệp A ở Hoa Kỳ thế này, thì ví dụ Việt Nam mình ký kết một điều ước ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp A vào thị trường Việt Nam mở thuê một mảnh đất thời hạn là 50 năm, thì cái quan hệ đó không phải là quan hệ thuộc lĩnh vực điều chỉnh tư pháp quốc tế mà đó là quan hệ thuộc lĩnh vực công. Thì trong trường hợp này thì một cái gợi ý để các bạn nhận biết được là các bạn phải xem cái bản chất của mối quan hệ có phải mang bản chất tư nữa hay không, có phải là bản chất quan hệ dân sự hay đó là cái quan hệ mang tính chất công nhiều hơn. Thì ví dụ như điều quốc gia việc chủ quyền quốc gia, việc mà cho thuê là một miếng đất, doanh nghiệp nước ngoài cho thuê là một miếng đất, thì đó mang nó liên quan tới lĩnh vực công nhiều hơn, tại vì đất lãnh thổ là chủ quyền quốc gia. Lúc đó chúng ta sẽ không xem đó là quan hệ dân sự có nước ngoài mà quốc gia đóng vai trò là chủ thể đặc biệt được. Tuy nhiên là trong cái ví dụ thầy đưa ra ở đây, các bạn lưu ý giúp thầy rằng sẽ có những trường hợp quốc gia có thể tham gia vào một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài với vai trò là chủ thể đặc biệt. Thì trong trường hợp này quốc gia chỉ đóng vai trò giống như là một pháp nhân vậy. Họ đi mua 3 triệu liều vaccine của công ty hãng dược Pfizer Hoa Kỳ và họ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận với nhau trong hợp đồng, được chưa? Rồi, ok ha. Vậy là chúng ta đã chốt lại được cái phần về chủ thể là cá nhân và pháp nhân nước ngoài, dấu hiệu đầu tiên để mà xác định nước ngoài đó là chủ thể này. Thì trong đó có hai chỗ các bạn lưu ý là khi mà chúng ta xác định cá nhân pháp nhân nước ngoài sẽ có những trường hợp ví dụ như là người Việt Nam định cư nước ngoài hoặc là quốc gia đóng vai trò là chủ thể đặc biệt ấy, cũng có thể xem là chủ thể của tư pháp quốc tế, chủ thể của tư pháp quốc tế, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới vấn đề tiêu chí thứ hai, đó chính là về sự kiện pháp lý. Thì thầy mời thử một bạn tiếp theo trả lời giúp thầy xem, bạn Hồng Ngọc này. Hồng Ngọc trả lời thầy xem là cái ví dụ này có phải là một cái quan hệ dân sự với nước ngoài dựa theo tiêu chí về mặt sự kiện pháp lý. Nghe, thầy nghe rõ em. Tại sao cái này chúng ta lại xác định ra sự kiện pháp lý, chúng ta giải thích cho cả lớp được.
Em làm rõ cho thầy làm rõ ý này nha. Ý của em là em đang xác định là do anh Hải và công ty Phương Đông là ký hợp đồng xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nên là đó là quan hệ nhân sự với nước ngoài, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp ví dụ như là các hai bên này ký hợp đồng tại Việt Nam thì chúng ta có thể xem đây là một quan hệ nhân sự với nước ngoài. Đối tượng em xác định xem đối tượng của một cái quan hệ là cái gì. Em có thể xác định xem ví dụ đối tượng trong một quan hệ hợp đồng thì đối tượng quan hệ là cái gì. Trong một cái quan hệ hợp đồng chúng ta xác định đối tượng quan hệ đó là cái quyền và nghĩa vụ các bên trong cái hợp đồng, đúng không? Thì trong đây chúng ta không có liên quan nhiều tới cái vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên là em để kỹ thì khi mà anh Hải này ký một hợp đồng xuất khẩu lao động để đi làm việc ở Hàn Quốc với một công ty Việt Nam tại Việt Nam thì có phải là bản chất cái hợp đồng này khi mà thực hiện hợp đồng này thì nó phải thực hiện ở nước ngoài, đúng không ạ? À, thì trong trường hợp đó thì khi mà anh Hải này thực hiện các cái điều khoản trong hợp đồng đó, thực hiện cái nghĩa vụ lao động của anh đó ở nước ngoài thì nó sẽ phát sinh lên một cái quan hệ dân sự có nước ngoài ở ngay chỗ đó. Do đó là cái ví dụ này sẽ được xem là một cái quan hệ dân sự có nước ngoài về mặt sự kiện pháp lý do cái việc thực hiện hợp đồng này nó xảy ra tại nước ngoài, được chưa? Ok ha. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái yếu tố cuối cùng để chúng ta xác định quan hệ dân sự với tố nước ngoài. Đó chính là đối tượng của quan hệ này sẽ ở nước ngoài. Thì thầy sẽ mời bạn tiếp theo, bạn Thanh Nhàn. Bạn Thanh Nhàn cho thầy xem, trả lời cho thầy xem. Đối với cái ví dụ ở về đối tượng thì đối tượng của hợp đồng này là vật liệu xây dựng tại Pháp. Đối tượng đó là đối tượng ở nước ngoài. Nên là nó cái mối quan hệ giữa công ty MO và công ty Fado là có yếu tố nước ngoài hay. Ok. Rồi bây giờ cái câu này nó khá đơn giản, nó rõ ràng, nó dễ hiểu, đúng không? Bây giờ thầy có một ví dụ cho bạn ha. Em trả lời cho thầy xem nha. Bây giờ thầy có anh A và chị B là vợ chồng. Họ sinh có một đứa con tầm khoảng 10 tháng tuổi. Có nhau cùng nhau một đứa con tầm 10 tháng tuổi. Nhưng vì do tính chất công việc nên cặp vợ chồng này họ không nuôi được con của họ, nên đã gửi con sang cho bà nội ở bên Hoa Kỳ đi. Ở Hoa Kỳ để chăm nuôi giùm. Thì trong quá trình sau khi mà gửi con sang Hoa Kỳ thì vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn và dẫn tới quyết định ly hôn. Và sau khi ly hôn thì sau khi ra tòa án xin ly hôn thì tòa án đã ra phán quyết quyết định là cho chị A, cho chị B quyền dành quyền nuôi con. Thì trong trường hợp này khi mà chị A trong trường hợp này thì cái quan hệ mà dành quyền nuôi con này có phải là một quan hệ dân sự với nước ngoài không? Em có hiểu rõ cái ví dụ của thầy không? Nó cần lặp lại không? Dạ, em nghe rõ rồi thầy. Em có suy nghĩ, có thời gian để suy nghĩ trả lời. Theo em thấy thì đối tượng ở trong cái vụ việc này là quyền nuôi con. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà trong khi đó thì người con luôn ở tại Hoa Kỳ, đúng không thầy? Không, quyền nuôi con. Cái đó là cái quyền chắc cần nó gì đó. Quyền nuôi con.
Em nghĩ cái này không có yếu tố nước ngoài á. Tại vì đối tượng được nhắc đến thì là quyền nuôi con mà thì em nghĩ là nó không thuộc đối tượng. Ví dụ như nếu mà thầy nói với em là bây giờ về chính xác nha, để chính xác đó, thì cái quyền nuôi con là cái vấn đề pháp lý của cái quan hệ này, còn đối tượng của quan hệ này là đứa trẻ đúng không? Khi mà em tranh chấp về quyền nuôi con là một cái vấn đề pháp lý, còn cái đối tượng của cái quan hệ tranh chấp quyền nuôi con này chính là cái đứa trẻ đang ở nước ngoài, thì em sẽ trả lời như thế nào? Nếu như đối tượng là người con thì em nghĩ là sẽ có yếu tố nước ngoài á, tại vì người con ở ở Hoa Kỳ ở nước ngoài nên là nó sẽ có yếu tố nước ngoài trong đó. Ok rồi, thì chốt lại chỗ này cho các bạn ha. Thì có vẻ là các bạn thấy là các bạn đang có sự một cái sự nhầm lẫn giữa cái vấn đề pháp lý và cái đối tượng của cái quan hệ. Thì như lúc nãy ở phần hợp đồng thì chúng ta cũng đã có, thì chúng ta có xác định lại rồi đó, là cái đối tượng của một cái quan hệ xã hội đó chính là cái đối tượng của một quan hệ xã hội là cái vấn đề mà cái là những cái gì mà cái quan hệ xã hội này đang nhắm tới. Ví dụ như trong cái hợp đồng đi, nếu như mà các bạn nói về quan hệ lao động thì chúng ta đối tượng của hợp đồng lao động đó chính là các người lao động đúng không ạ? Trong quan hệ về mua bán hàng hóa thì đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa là chính là cái món hàng đó. Trong quan hệ về dành nuôi con thì đối tượng của quan hệ dành nuôi con đó chính là cái đứa trẻ đó. Nghĩa là sao? Các bạn phải phân biệt được nha, phân biệt được sự khác biệt giữa cái vấn đề pháp lý và các cái đối tượng của một cái quan hệ. Có thể là đây mà, khi mà các bạn gặp cái vấn đề, khi mà gặp những câu hỏi như này, các bạn suy nghĩ kỹ xem mà cái đó là cái đối tượng hay là cái đó là cái vấn đề pháp lý thôi. Ví dụ trong trong cái quan hệ về dành nuôi con mà thầy vừa mới nêu lên, thì cái việc dành nuôi con là một cái sự kiện pháp lý, một cái vấn đề pháp lý mà chúng ta cần phải giải quyết. Còn cái đối tượng của cái quan hệ này chính là đứa trẻ mà cái quan hệ mà các bên đang tranh chấp với nhau đúng không? Cái gì đó như là khi mà các bạn xác để xác định được cái đối tượng thì các bạn phải đặt ra gọi là cái quan hệ nó đang tranh chấp về cái gì đúng không? Ví dụ như là trong một quan hệ lao động thì khi mà các bên tranh chấp với nhau về vấn đề tiền lương thì đối tượng của quan hệ lao động đó chính là cái tiền lương đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý với thầy về cái phần đối tượng này. À, bạn bạn nhàn hiểu chưa? Bạn nhàn có nắm được không? Nắm được ý mình nói không? Dạ rồi thầy. Ok rồi, thì tới đây chúng ta đã chốt lại được ha, chốt lại được là về chúng ta hoàn thành xong là về phần cái đối tượng được điều chỉnh đầu tiên của thư pháp quốc tế là các cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, được chưa? Thì trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài này, các bạn sẽ lưu ý là chúng ta có hai bước để phân tích ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích về thế nào liệu là cái quan hệ đó có phải là một cái quan hệ dân sự hay không. Các bạn sẽ căn cứ vào khoản một điều một của Bộ luật dân sự 2015 để xác định thế nào là quan hệ dân sự có đó, cái quan hệ đó có phải là quan hệ dân sự hay không, và sau đó các bạn sẽ xác định xem là cái quan hệ dân sự đó nó có yếu tố ngoài hay không. Thì chúng ta lại đi vào khoản 2 điều 663 Bộ luật dân sự 2015, và trong đó chúng ta có ba cái tiêu chí chúng ta xác định. Đầu tiên tiêu chí về mặt chủ thể này, thứ hai là về sự kiện pháp lý, và thứ ba là về đối tượng của quan hệ đó. Thì chỉ cần có một trong ba tiêu chí mà có yếu tố nước ngoài thì chúng ta sẽ xác định luôn đây là một cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bây giờ rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cái đối tượng thứ hai của cũng là thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp tế, mà nó sẽ đi ngược lại với những gì mà thầy trình bày với các bạn từ ban đầu. Đó là đối tượng hai của pháp tế, đó chính là đối tượng điều chỉnh thứ hai của pháp tế là các cái quan hệ tố tụng dân sự có tính ngoài. Thì như ban đầu thầy có trình bày với các bạn là các quan hệ đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là phải là quan hệ bên bản chất tư. Vì tại sao một cái quan hệ tố tụng
là mang bản chất công, nó lại nó vẫn nó cũng thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế, thì thầy mời các bạn cùng tìm hiểu một cái ví dụ thực tiễn như sau. Thì đầu tiên là ở đây thầy có một cái tình huống thực tiễn là cô Siêu Bảo Ngọc Thúy này là người Việt Nam, và ông Nguyễn Đức An này là người hai quốc tịch, này là người Việt Nam định cư nước ngoài này. Trong đó ông này mang quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hoa Kỳ luôn. Thì hai người này đăng ký kết hôn và sau đó có liên hôn với nhau tại Hoa Kỳ. Thì thầy mời một bạn ha, bạn Quỳnh Như này, Quỳnh Như trả lời giúp thầy xem cái quan hệ này, ông là bài cũ chứ ha, cái quan hệ này có phải là một quan hệ dân sự có tới nước ngoài, quan hệ hôn nhân giữa Sư Bảo Ngọc Thúy và ông Nguyễn Đức An? Quỳnh Như có đeo Quỳnh Như 0059. Ok, thì mời bạn, các em bạn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo có đeo không? Dạ có ạ, thầy có nghe được bên em nói không? Rồi, thầy nghe được rồi, thầy trả lời cho thầy nhé. Quan hệ này có phải là quan hệ dân sự có tới nước ngoài? Dạ, đầu tiên thì cái này là cái hôn giữa hai người, cho nên là em nghĩ là nó là một quan hệ dân sự. Em nghĩ rằng hay là em thật sự rằng? Dạ, em xác định ra đó là một quan hệ dân sự. Để tình này đúng không? Dạ. Còn theo dạ, cơ sở pháp lý là ở coi điều 1 ở trong bộ luật dân sự 2015 về một quan hệ dân sự. Còn để biết là quan hệ dân sự có ý nghĩa hay không thì do là dựa theo điểm B của khoản 2 điều 663 thì cái cô này với cái Siêu Mẫu Ngọc Thúy với lại ông Nguyễn Đức An thì là công dân Việt Nam, và cái việc kết hôn của họ là diễn ra ở Hoa Kỳ, tức là sự kiện pháp lý diễn ra ở nước ngoài, cho nên cho là cái mối quan hệ này là quan hệ dân sự có liên quan nước ngoài ạ. Ok ha. Rồi bây giờ em cho thầy hỏi một câu nhé, là vậy trong trường hợp này chúng ta có dự kiện là ông Nguyễn Đức An này là công dân Việt Nam, công dân hay mang hai quốc tịch, tức là một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch Hoa Kỳ, thì trong trường hợp này tại sao chúng ta không căn cứ dựa vào điểm A của điều khoản 2 điều 663 để căn cứ làm xác định đây là quan hệ dân sự có nước ngoài? Em giải thích được chỗ này không? Dạ, tại vì em nghĩ là nếu như mà căn cứ theo điểm B, tức là cả hai người này là đều Việt Nam và cái sự kiện nó diễn ra ở nước ngoài thì nó sẽ có, tuy nhiên nó cũng sẽ có lợi cho cái một chút cho cái cô siêu mẫu kia, tại vì cái ông Đức An ông có quốc tịch Hoa Kỳ, cho nên nếu như trong trường hợp trong quá trình diễn ra tố tụng thì em không biết là liệu là ông Đức An này ông có thể sử dụng những cái gọi là áp dụng những cái luật của bên Hoa Kỳ để bảo vệ thêm cái quyền lợi cho hay không, tức là giống như kiểu quyền lợi được nhân đôi lên ấy. Em có một cái ý rất là hay, nhưng mà mình khoan nghĩ chỗ đó tí nữa chúng ta sẽ tới. Vì cái chỗ này, cái chỗ mà tại sao điểm A khoảng 2 điều 663 chúng ta không dùng để căn cứ xác định được, chúng ta có dùng được không? Có dùng điểm A để xác định đây là quan hệ dân sự có tới nước ngoài được không? Em nghĩ là được, tại vì do là ông Đức An ổng có quốc tịch là Hoa Kỳ, tức là có ít nhất một cá nhân pháp nhân có quốc tịch nước ngoài. Yeah. Rồi. Đây cũng là một điểm mà thầy sẽ lưu ý bạn em và các bạn trong lớp mình ha. Thì khi mà chúng ta gặp một cái dữ kiện là một trong cá nhân mang quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hoa Kỳ, thì
thì các bạn với lại các bạn sẽ xác định đây là khi mà có quan hệ dân sự phát sinh mà dẫn tới tranh chấp thì tòa án Việt Nam chúng ta sẽ có xu hướng rằng xem người đó là người Việt Nam và không căn cứ theo điểm A khoảng 2 điều 6 số 3 để coi đó là một quan hệ dân sự có tới nước ngoài nhé. Thì cái thông tin này nó đến từ một cái nghị định hướng dẫn, thông tư hướng dẫn của tòa án Việt Nam, tòa án tối cao á, hãy nhớ là không như thông tư 01/2015 sao. Thì có, nếu như mà các bạn muốn tham khảo thì các bạn, thầy sẽ gửi các bạn đọc, thầy sẽ gửi cho lớp trưởng để cho các bạn đọc qua cái quyết định này của tòa án. Thì như vậy nếu như mà trong cái vụ kiện này là một bên công dân là người Việt Nam, còn bên là công dân mang theo quốc tịch đó, mà trong đó quốc tịch Việt Nam đó, thì trong trường hợp này cái quan hệ dân sự phát sinh giữa hai công dân này thì chúng ta vẫn xem đây là một quan hệ dân sự thông thường mà không có được xem là căn cứ là quan hệ dân sự có tính ngoài dựa vào tiêu chí chủ thể. Tuy nhiên cũng giống như bạn vừa trình bày ha, thì do rằng là cái cuộc hôn nhân này và cuộc ly hôn này nó diễn ra tại Hoa Kỳ thì về mặt sự kiện pháp lý chúng ta vẫn xem đây là một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Vậy thì tại sao một cái quan hệ dân sự, một cái quan hệ như thế này, quan hệ đó là một quan hệ dân sự nha, nhưng mà tuy nhiên là khi xét tới vấn đề về tố tụng thì tại sao cái việc mà các bên này họ ly hôn với nhau, họ kết hôn, họ ly hôn với nhau tại Hoa Kỳ thì nó lại là nó vẫn có khả năng là thuộc quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh tới quốc tế. Thì các bạn sẽ suy nghĩ theo một cái mặt như thế này. Đầu tiên á, về mặt khi mà các hai cô Sư Mẫu Ngọc Thúy và ông Đức An này khi mà đăng ký kết hôn với nhau tại Hoa Kỳ thì cái điều kiện kết hôn như chúng ta đã giải thích hồi nãy, khi điều kiện kết hôn chúng ta phải xem là chúng ta dựa theo pháp luật Việt Nam, pháp luật Hoa Kỳ, đúng không ạ? Khi mà hai công dân là người Việt Nam, hai công dân đều có quốc tịch Việt Nam, trong đó có một công dân có quốc tịch Hoa Kỳ thôi, đi đăng ký kết hôn với nhau tại Hoa Kỳ, thì trong trường hợp này pháp luật Hoa Kỳ sẽ đặt ra khỏi là lựa chọn luật Việt Nam hay luật Hoa Kỳ, đúng không ạ? Vì đó là công dân Việt Nam mà chúng ta không lẽ chúng ta cưới nước họ xong rồi chỉ vì chúng ta cưới nước họ mà họ sẽ pháp luật nước họ đối với cái điều kiện kết hôn chúng ta, nó có vi phạm cái nguyên tắc để bảo vệ quyền bình đẳng giữa các bên khi tham gia quan hệ dân sự không? Nó ảnh hưởng tới quyền lợi cơ bản của các cá nhân không, đúng không ạ? Thì đó, thì bên cạnh đó thì chúng ta có một bên cạnh đó thì khi mà các bên tiến hành ly hôn với nhau thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng là bên cạnh tòa án Hoa Kỳ ha, cho là tòa án Hoa Kỳ thụ lý rồi đi, thì cái việc tòa án Việt Nam của chúng ta có thẩm quyền để xử lý vụ việc ly hôn này hay không? Trong lớp mình thì bạn nào đồng ý là có thì giơ tay lên thử xem, thầy xem có bạn nào đồng ý là có không? Thì lớp mình cho rằng là Hoa Kỳ sẽ có thẩm quyền toàn quyền xử lý vụ ly hôn này mà tòa án Việt Nam không có quyền xử lý, đúng không ạ? Có bạn nào có ý kiến khác không? Cảm nhận các bạn đó, cảm nhận là Việt Nam mình có quyền xử lý không? Hai người này đều là người Việt Nam, chỉ có việc là họ đang ký kết hôn ở Hoa Kỳ thôi, thì khi mà ly hôn chúng ta có được quyền nộp đơn ly hôn tại Việt Nam không? Hay là chúng ta phải bay qua tận Hoa Kỳ để chúng ta nộp đơn ly hôn? Ok, thì trên thực tế thì chúng ta có khả năng, có khả năng tòa án Việt Nam có thẩm quyền xử lý ha. Do vậy á, lý do đầu tiên mà cái quan hệ tố tụng dân sự có tới nước ngoài này được xem là đối tượng điều chỉnh của tư pháp Việt Nam là về việc là trong cái quan hệ tố tụng dân sự đó, thì chúng ta vẫn tồn tại khả năng ha, tòa án Việt Nam lẫn tòa án nước ngoài có khả năng tham gia để giải quyết cùng một vụ việc dân sự. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm một cái câu chuyện là chúng ta phải xác định xem tòa án nào là cái tòa án mà nó có đủ thẩm quyền để đưa ra một cái bản án đối với vụ việc dân sự có tính ngoài, được chưa? Và bên cạnh đó, sau khi mà tòa án xác định xem là họ có thẩm quyền hay không, thì câu hỏi thứ hai là cái năng lực pháp lý và năng lực hành vi tố tụng thì chúng ta sẽ xác định theo pháp luật quốc gia nào. Ví dụ ông Nguyễn Đức An là pháp luật Hoa Kỳ, quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì chúng ta có cân nhắc tới cái năng lực pháp lý hoặc là năng lực hành vi tố tụng của ông theo pháp luật Hoa Kỳ để giải quyết vụ việc này hay không? Và thứ ba là để xác định xem ví dụ như là về giấy tờ hôn thú là các vấn đề liên quan, thì cái việc mà tống đạt giấy tờ, việc mà hỗ trợ tương trợ tư pháp
sẽ được thực hiện như thế nào trong các quan hệ tố tụng với nước ngoài như thế này. Đó. Rồi cuối cùng là trong trường hợp là ví dụ ở đây tòa án Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản án quyết định về việc ly hôn của siêu mẫu Ngọc Thúy và ông Nguyễn Đức An này, thì cái tài sản khi mà đem cái bản ra Việt Nam thì hai vợ chồng này có một cái tài sản chung Việt Nam, thì liệu rằng là các bên cái bản án này có được quyền là thực thi tại Việt Nam luôn hay không, hay là chúng ta phải trải qua một cái thủ tục là cái thủ tục công nhận và cho thi hành cái bản án của nước ngoài tại Việt Nam, đúng không ạ? Thì bởi lại những cái lý do trên đó, mà một cái quan hệ, các cái quan hệ tố tụng dân sự có thể xem là cái quan hệ đặc biệt sẽ thuộc cái đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Cụ thể là cái quan hệ cụ thể là nó liên quan vấn đề liên quan xác định xem là tòa án gia nào có thẩm quyền đối với vụ việc dân sự nước ngoài cụ thể. Thứ hai là xác định xem là pháp luật áp dụng đối với năng lực pháp luật và năng lực hành vi tố tụng như thế nào giữa các bên. Thứ ba là việc thủ tục đương tờ như tư pháp tống đạt các giấy tờ và các tài liệu chứng cứ của các vụ việc dân sự ở nước ngoài giữa các cơ quan nhà nước với nhau, họ sẽ làm như thế nào, cái thủ tục như thế nào. Thì chúng ta cũng liên quan tới đối tượng điều chỉnh của tư pháp đó. Và cuối cùng là vì mà làm sao chúng ta công nhận và cho thi hành bản án quyết định tại nước ngoài hoặc chồng tại nước ngoài tại Việt Nam như thế nào. Như vậy thì các bạn đã thấy là cái sự khác nhau của quan hệ tố tụng thông thường và quan hệ tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, chúng ta là chúng ta chỉ đi làm những câu chuyện, chúng ta xác định những thẩm quyền của tòa án này, chúng ta xác định xem pháp luật áp dụng như thế nào, chúng ta sẽ giải quyết làm sao chúng ta công nhận và thi hành cái bản đó, chứ chúng ta không có tác động trực tiếp tới kết quả của vụ việc. Chúng ta không có tổ chức ra một cái phiên tòa mà chúng ta trộn lẫn dẫn pháp luật của các bên lại với nhau để chúng ta giải quyết một vấn đề được, như thế chúng ta sẽ có khả năng ra những kết quả khác nhau mà không mong muốn, đúng không ạ? Do vậy các bạn tóm lại vấn đề thầy là đối với các quan hệ tố tụng dân sự với nước ngoài thì chúng ta vẫn có thể xem đây là một cái quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, được chưa? Rồi vì bốn lý do trên. Rồi vậy thì tóm lại tới đây chúng ta đã kết thúc được cái phần đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Thì trong đó chúng ta sẽ thấy là tư pháp quốc tế chúng ta sẽ có hai cái đối tượng để điều chỉnh. Đối tượng đầu tiên là cái quan hệ dân sự có nước ngoài, và thứ hai là các quan hệ tố tụng dân sự có đối tượng ngoài. Thì để xác định xem thế nào là các quan hệ dân sự có nước ngoài, chúng ta phải xác định đó có phải là quan hệ dân sự hay không, và bước tiếp theo là chúng ta xác định xem là các quan hệ dân sự này có yếu tố nước ngoài không. Rồi còn đối với các quan hệ tố tụng dân sự có nước ngoài, chúng ta cũng tương tự như vậy. Đầu tiên chúng ta phải xác định xem là các quan hệ này có phải là quan hệ tố tụng dân sự hay không đã. Nếu nó ngoài quan hệ tố tụng dân sự, chúng ta phải xem nó có yếu tố nước ngoài trong đây không, được chưa? Rồi kết thúc phần này, các bạn có bất cứ câu hỏi nào không, các bạn có thể giơ tay đặt câu hỏi với thầy. Các bạn có hiểu bài không ạ? Ok ha. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ chốt luôn về cái phương phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế để trước khi chúng ta tới cái phần mà giải bài tập là bài đặt để luyện tập cái phần này của chúng ta. Rồi thì có bạn nào có thể nhắc lại giúp thầy xem thế nào là phạm vi điều chỉnh của một hành luật không? Thầy mời bạn Khoa Thi có đây không? Dạ có, thầy có nghe em mà. Có, thầy có nghe nó. Em có thể nói nhắc giúp thầy và cả lớp nghe thế nào phạm vi điều chỉnh của hành luật không? Dạ, theo em nghĩ là phạm vi điều chỉnh của ngành luật là phạm vi mà luật đó áp dụng. Cụ thể, ví dụ như em có thể ví dụ là xem mà phạm vi điều chỉnh của ngành luật hình sự là gì? Em ví dụ hay là dễ hơn là phạm vi điều chỉnh của ngành luật dân sự đi. Ngành luật dân sự cái dễ nói nhất là đúng không? Dạ, phạm vi điều chỉnh của luật dân sự là
như hồi nãy trong điều 1 là về cách ứng xử của các cá nhân và pháp nhân trong các quan hệ dân sự được trên các cơ sở là bình đẳng, tự do, ý chí. Vậy nó khác gì với cái đối tượng điều chỉnh? Phạm vi điều chỉnh nó khác gì đối tượng điều chỉnh? Ok, cảm ơn mọi ha. Thì để cho để tiết kiệm thời gian thì để thầy nhắc luôn chung cho cả lớp ha. Thì khi mà đây là kiến thức mà các bạn nên ghi nhớ để sau này khi mà trong quá trình sau khi bạn học thì trong cuộc sống các bạn sẽ gặp hoang mang nhiều ở những chỗ này. Ví dụ như là ok, về vấn đề là phạm vi điều chỉnh, các đối tượng điều chỉnh như thế nào, thì đối tượng điều chỉnh khi mà chúng ta nói tới đối tượng điều chỉnh một ngành luật là chúng ta đang nói tới các cái quan hệ mà cái ngành luật này nó điều chỉnh. Ví dụ là từ pháp tế chúng ta có các quan hệ dân sự có nước ngoài và các quan hệ tố tụng dân sự có nước ngoài cần điều chỉnh, đúng không ạ? Rồi còn phạm vi điều chỉnh là chúng ta đang nói tới cái vấn đề, cái vấn đề mà cái ngành luật này nó giải quyết, đúng không ạ? Thì trong tư pháp quốc tế chúng ta phân biệt như thế nào đối với lại các cái vấn đề chúng ta giải quyết, vấn đề nào mà không phải thuộc cái vấn đề điều chỉnh của bộ luật dân sự, đúng không? Thì đối với ngành luật dân sự chúng ta đi giải quyết cái vấn đề phát sinh trực tiếp về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào quan hệ dân sự. Ví dụ như là trong một cái quan hệ tranh chấp về bồi thường thiệt hại thì chúng ta sẽ đi giải quyết cụ thể là cái quan hệ đó bên ông A phải bồi thường thiệt hại cho ông B bao nhiêu tiền do cái thiệt hại ông A phát sinh gây ra cho ông B, đúng không? Còn cái vấn đề nào mà tôi phát tới chúng ta điều chỉnh này, thì các bạn lưu ý cho thầy là chúng ta đây là cái điểm mấu chốt để chúng ta phân biệt được giữa tư pháp quốc tế và ngành luật dân sự và những ngành luật khác nha, là tư pháp bản chất tư pháp quốc tế chúng ta là cái quan hệ có đối tượng điều chỉnh, là ngành luật mà có đối tượng điều chỉnh là cái quan hệ dân sự có nước ngoài. Do vậy thì trong các quan hệ của tư pháp quốc tế chúng ta sẽ có khả năng nhiều hệ thống pháp luật có thể lựa chọn để áp dụng. Ví dụ như là trong hoạt động hôn nhân và gia đình, trong hoạt động hôn nhân và gia đình, anh A là người Hoa Kỳ 18 tuổi, chị B là người Việt Nam 18 tuổi. Hai người này có nhu cầu đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Thì trong trường hợp này, theo pháp luật Hoa Kỳ thì anh A đủ tuổi rồi. Nhưng mà chiếu theo pháp luật Việt Nam thì anh A chưa đủ tuổi. Và trong trường hợp này chúng ta có mặc nhiên áp dụng luật Việt Nam hay chúng ta sẽ cân nhắc xem là điều kiện kết hôn của anh A Hoa Kỳ đủ rồi nên thôi cho anh cưới luôn, đúng không ạ? Vậy công trình này chúng ta phải làm như thế nào? Thì tư pháp quốc tế khác với lại ngành luật dân sự và các ngành luật khác ở chỗ là chúng ta chỉ thực hiện vấn đề, chúng ta đi lựa chọn ra giải quyết vấn đề là pháp luật nào sẽ áp dụng. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên, đó là cái phạm vi điều chỉnh đầu tiên của tư pháp quốc tế chúng ta, là chúng ta sẽ chọn thực hiện là công trình đầu tiên là chọn ra pháp luật áp dụng để giải quyết cái quan hệ dân sự có nước ngoài, được chưa? Ví dụ trong ngoài hôn nhân gia đình thì mới nói chúng ta sẽ chọn ra được pháp luật Việt Nam hay pháp luật Hoa Kỳ sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ đó, và từ đó chúng ta sẽ đi vô các ngành luật chuyên ngành. Ví dụ là chúng ta chọn luật Hoa Kỳ quyết thì chúng ta sẽ đi vô ngành luật chuyên ngành là chúng ta sẽ áp dụng ngành luật nhân sự để giải quyết các vấn đề đó. Lúc đó chúng ta đã nghĩa vụ tư vấn quốc tế rồi, được chưa? Rồi tiếp theo là trong trường hợp mà anh A và chị B, anh A người Hoa Kỳ và chị B người Việt Nam được quyền đăng ký kết hôn với nhau, thì trường hợp mà ví dụ như là hai người này muốn ly hôn thì tòa án của Hoa Kỳ hay tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ việc này. Thì tư pháp quốc tế chúng ta cũng giải quyết luôn cái vấn đề này, là chúng ta sẽ xác định xem cái tòa án nào sẽ được lựa chọn để giải quyết cái quan hệ dân sự có tới nước ngoài này. Chúng ta xác định xem là thẩm quyền của tòa án quốc gia nào sẽ được lựa chọn để giải quyết cái vụ việc dân sự có tới nước ngoài. Các bạn lưu ý là tòa án quốc gia nó khác với lại các tòa án các cấp nha bạn. Tòa án quốc gia chúng ta đang nói ở đây là cái phạm vi là của nước nào. Ví dụ như là cái vụ việc đó thuộc thẩm quyền của tòa sơ thẩm ở quận 1 đi, thì có nghĩa là chúng ta vụ việc đó thuộc thẩm quyền tòa án ở Việt Nam, đúng không? Còn nếu chúng ta nói vụ việc đó là thuộc thẩm quyền của tòa án tỉnh
ở Hoa Kỳ thì là buổi đó là thuật toán của nước ngoài, là của Hoa Kỳ. Mà khi mà chúng ta nói tới xài cái thuật ngữ là tòa án quốc gia, chúng ta đang nói tới tòa án của một quốc gia nào có thẩm quyền giải quyết, chứ không phải chúng ta đang nói tòa án cấp nào của quốc gia để giải quyết quan hệ dân sự với nước ngoài nhé. Thì câu chuyện thứ hai, thì tôi có chúng ta sẽ xác định được ha, tòa án quốc gia nào có thẩm quyền để giải quyết quan hệ dân sự với nước ngoài. Và thứ ba, chúng ta sẽ sau khi mà cái tòa án nước ngoài, ví dụ vụ việc ly hôn đó là tòa án Hoa Kỳ có thẩm quyền giải quyết đi, thì sau khi tòa án Hoa Kỳ ban hành ra cái quyết định ly hôn này ha, thì việc mà phân chia tài sản sau khi ly hôn đó có một cái tài sản ở Việt Nam, thì khi mà chị B anh với anh A đem cái tài sản, đem cái bản quyết định ly hôn này về Việt Nam để chia lại tài sản, thì cái bản án đó sẽ được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam như thế nào, thì câu hỏi đó cũng sẽ được trả lời thông qua ngành luật tư pháp quốc tế của chúng ta. Được chưa? Đó. Về tóm gọn lại, tư pháp quốc tế chúng ta sẽ có phạm vi điều chỉnh bao xoay quanh là ba cái vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ lựa chọn ra pháp luật nào sẽ được áp dụng để điều chỉnh một cái quan hệ dân sự có nước ngoài cụ thể. Thứ hai là chúng ta sẽ làm chuyện là trong thực giải quyết cái vấn đề là xác định xem ha, tòa án quốc gia nào sẽ có thẩm quyền để giải quyết các vụ việc dân sự có nước ngoài này. Và thứ ba, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là làm sao để chúng ta công nhận và cho thi hành các bản án quyết định của tòa án dân sự, tòa án nước ngoài này, phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như thế nào. Được chưa? Và chúng ta sẽ phải chốt, thì đối với tư pháp quốc tế chúng ta sẽ phải giải quyết ba vấn đề chính như thế này, và đó chính là sự khác biệt của tư pháp quốc tế và các hành luật khác, bao gồm cả hành luật dân sự các bạn lưu ý này. Rồi, vậy là từ đầu buổi giờ chúng ta đã đi hết được về đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là gồm hai quan hệ, đó chính là quan hệ dân sự có nước ngoài và quan hệ tố tụng dân sự có nước ngoài. Qua đó thầy cũng đã hướng dẫn các bạn làm sao để chúng ta xác định được thế nào là một quan hệ dân sự có nước ngoài, thế nào là một quan hệ tố tụng dân sự có nước ngoài. Sau đó chúng ta cũng đã xác định được là tư pháp quốc tế sẽ điều chỉnh các phạm vi điều chỉnh, tư pháp quốc tế sẽ điều chỉnh các cái vấn đề nào trong xã hội. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta chúng ta lựa chọn ra pháp luật áp dụng để điều chỉnh cái quan hệ sau quan hệ dân sự với nước ngoài cụ thể đó. Thứ hai là chúng ta xác định xem là thẩm quyền của loại quốc gia nào có thẩm quyền để giải quyết vụ việc dân sự với nước ngoài này. Và thứ ba là sau khi tòa án nước ngoài hoặc là trọng tài nước ngoài đưa ra cái bản án hoặc là phán quyết mình, thì việc công nhận và cho thi hành cái bản án phán quyết này sẽ được tiến hành như thế nào. Thì đó là cái ba cái vấn đề thuộc đối phạm vi điều chỉnh quốc tế mà các bạn phải luôn ghi nhớ để ta phân biệt được với các ngành luật khác. Rồi bây giờ chắc là bây giờ hết một ca này, thầy sẽ cho các bạn nghỉ giải lao cho các bạn muốn nghỉ giải lao trong bao nhiêu phút. Chúng ta còn một phần quan trọng phía sau là về phương pháp điều chỉnh nữa.